Kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn kênh HGTV để theo dõi tin tức Đông Tây được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2017, chương trình có nội dung chính sau đây. Người dân các tỉnh miền Trung dồn lực khắc phục hậu quả cho bão số 10 gây ra. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 người chết và 21 người bị thương. Thành phố Hồ Chí Minh, kho vải rộng hàng ngàn mét vuông cháy dữ dội, khói bốc cao hàng trăm mét. Nhiều công nhân đang làm hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Tổng cục Cảnh sát đã bắt được hai tử tù vượt ngục sau nhiều ngày lẫn trốn. Chăm trâu bằng trứng gà, mật ong, chờ chung kết chợ trâu ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Anh bắt giữ nghi phạm vụ nổ tàu điện ngầm, ga tàu Passenger đã hoạt động trở lại. Thế giới tuần qua, căng thẳng tiếp tục leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, các tỉnh Trung Bộ, một số tỉnh vùng núi phía Bắc còn mưa cho đến hết ngày 16 tháng 9. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, bão số 10 đã làm cho 8 người chết và ngoài ra, theo thông tin mới nhất, tại Nghệ An còn có thêm 2 người tử vong do bị điện giật sau bão. Ngoài ra, bão số 10 đã làm sập 33 nhà, Quảng Bình có 14 nhà, Quảng Trị 18 nhà, Thừa Thiên Huế 1 nhà. Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị có 121.289 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, 6.271 nhà bị ngập úng. Nhiều phòng học, công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng và một số thiệt hại khác chưa có số liệu thống kê. Bão số 10 đã làm ngập thiệt hại khoảng 2.240 hecta lúa và hoa màu tại các tỉnh Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tại Quảng Trị có 4.284 hecta cây ăn quả và cây công nghiệp bị thiệt hại, gãy đổ. Như đã thông tin, với sức gió mạnh cấp 11, cấp 12, bão số 10 đã khiến rất nhiều bà con ở các tỉnh miền Trung phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, thiệt hại nặng nề do bão đã để lại hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, hàng ngàn gia đình hiện đang rơi vào hoàn cảnh đã khó khăn thì lại càng khó khăn hơn. Cùng với việc khắc phục hậu quả sau cơn bão thì người dân vùng bão giờ đây đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Chồng mất sớm, 5 người con lại đi làm ăn xa. Giờ đây chỉ còn một mình người phụ nữ này chống chọi lại với hậu quả của cơn bão số 10. Khổ lắm, đau năm sáu năm trời thôi, mình được chỉ cả, mình cái rau cũng, mình được mình đi chơi, bố mẹ mới được nữa, khổ lắm nha, bố nó khổ thêm đi, nhờ chính quyền, nhờ nhân, nhờ xã, nhờ nhân nước, nhờ nhân dân, nhờ đảng với, khổ lắm đi. Bão số 10 đi qua gia đình tôi thì toàn bộ nhà cửa là bị đốt, bị làm đổ hết. Châu bò gà vịt không còn nơi ở và cây cối bổ sạch. Đây là những hình ảnh tại trường mầm non xã Cẩm Minh. Ngôi trường đẹp đẽ này đã bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10. Là người chứng kiến khi bão đi qua, bà Dương Thị Tịnh không khỏi bàng hoàng. Giờ đây, bà chỉ mong muốn làm sao để ngôi trường được sửa chữa nhanh chóng để các em có thể đến trường. Bốn phòng học bị bốc mái mà dư trên cơ sở này cũng muốn cấp bách là để các cháu đến trường thì nhờ sự quan tâm giúp đỡ của cả cấp cấp ngành chứ cả cố tình thu dọn về nhưng thu dọn nhất là dư cha cũng nước khó khăn đấy con em nước khó khăn đấy chứ có điều kiện để mà khắc phục thì nhờ các cơ quan quan tâm đến trường giúp đỡ trường thì được con em sớm được đến trường sớm hơn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Minh, toàn xã có khoảng 90% công trình nhà ở, nhà làm việc của khối trường học, Ủy ban Nhân dân, trạm y tế đã bị tốc mái và hư hỏng nặng. Do lượng công trình bị hư hỏng quá lớn
nên trong ngày hôm nay, chính quyền xã cũng chỉ đi đến từng hộ hỏi thăm và động viên nhân dân chủ động khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Trong đó, ưu tiên các điểm trường học để các cháu học sinh có thể sớm đến trường. Sẽ phải mất thêm một thời gian nữa, những mái nhà của người dân Hà Tĩnh mới có thể ấm áp trở lại. Ngay lúc này đây, họ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của tất cả cộng đồng. Hiện tại, cùng với các địa phương chịu ảnh hưởng của bão, thì tỉnh Hà Tĩnh đang dồn sức huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung khắc phục hậu quả của bão, giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Do là xã ven biển cho nên nhiều khu vực trên địa bàn xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà đã bị gió quật mạnh, khiến cho nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Đặc biệt, nước biển tràn vào khu dân cư đã kéo theo nhiều rác thải. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và giúp đỡ của lực lượng quân đội và công an, thì cuộc sống của bà con nơi đây đã dần ổn định trở lại. Trong sáng qua, nước thủy triều trên địa bàn xã Thạch Kim đã rút sâu. Trước mắt, địa phương ưu tiên dọn dẹp, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phòng chống dịch bệnh và xử lý những vấn đề ô nhiễm môi trường. Với phần lớn người dân làm nghề biển, cho nên hoạt động thương mại buôn bán nơi đây đã hoạt động trở lại. Những con thuyền của người dân lại chuẩn bị ra khơi. Tiếp tục hoạt động chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Sáng qua ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã rời Quảng Bình để di chuyển ra Hà Tĩnh và Nghệ An, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10. Và cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường và đại diện lãnh đạo các bộ ngành. Thủ tướng và đoàn công tác đã tới thăm trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của Hà Tĩnh. Tại đây, Thủ tướng đề nghị lực lượng đang làm nhiệm vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nỗ lực triển khai liên tục việc tái thiết các phòng học, nhà điều hành, công trình xây dựng của nhà trường đã bị tốc mái hoàn toàn do tác động của bão số 10. Khẩn trương khôi phục lại hoạt động bình thường của thầy và trò nhà trường để các em học sinh sớm đi học trở lại. Trưa cùng ngày, Thủ tướng đã tới tỉnh Nghệ An chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại thị xã Cửa Lò, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất của tỉnh Nghệ An. Chia sẻ những mất mát, thiệt hại đối với trường tiểu học Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Thủ tướng động viên các giáo viên nỗ lực khắc phục hậu quả, thống kê các thiệt hại trong báo cáo đề xuất chung của tỉnh để trình Thủ tướng xem xét hỗ trợ. Mặc dù cơn bão đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại thật lớn và công tác khắc phục cần được khẩn trương tiến hành. Trước tình trạng cây đổ, cáp điện rơi vào đường ray, ngập úng do bão gây ra, Tổng công ty đường sắt đã phải tiến hành phong tỏa 30 điểm trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Và sáng qua, đường sắt đường bộ qua khu vực Bắc Trung Bộ đã thông tuyến. Đường hàng không đi và đến các sân bay miền Trung hoạt động bình thường trở lại. Ông Phạm Nguyễn Chiến, trưởng ban an ninh an toàn Tổng công ty đường sắt cho biết, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, phương tiện theo phương án phòng chống lụt bão và sẵn sàng cho công tác ứng phó khi có sự cố xảy ra. Tổng công ty cũng chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm để phục vụ cho hành khách khi phải dừng tàu tại các ga dọc đường. Hành khách được phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí trên tàu. Sau khi các sự cố xảy ra, Tổng công ty đã huy động mọi phương tiện, nhân lực, vật lực giải phóng các khu gian, quyết tâm thông tàu trong thời gian sớm nhất. Đến tối ngày 15 tháng 9, các tàu trên tuyến Bắc Nam hiện vận hành ổn định. Thưa quý vị, tin từ Vietnam Airlines, vào ngày 16 tháng 9, tất cả các chuyến bay của hãng đến hoặc đi từ các sân bay bị ảnh hưởng do bão số 10 đã được khai thác bình thường trở lại. Và để phục vụ cho hành khách bị ảnh hưởng trong và sau bão, trong các ngày 15 và 16 tháng 9, Vietnam Airlines đã triển khai bay bù, tăng chuyến với tổng số là 8 chuyến bay. Theo thống kê, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, Vietnam Airlines đã hủy trên 30 chuyến bay. Vietjet Air và Jetstar Pacific cũng cho biết, trong sáng qua thì các chuyến bay đi và đến các sân bay miền Trung đã hoạt động bình thường. Các điểm bị phong tỏa chủ yếu nằm trên tuyến từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Theo báo cáo của công ty điện lực Quảng Bình, bão số 10 đã khiến hơn 300 cột điện cao áp bị gãy đổ, hơn 45.000 mét đường dây cao áp bị đứt, 390 cột điện hạ áp bị gãy, với hơn 5.300 mét dây dẫn hạ áp các loại bị hư hỏng. Ngoài ra, còn hàng ngàn công tơ, trạm biến áp bị hư hỏng, ước tính thiệt hại gần 50 tỷ đồng. Hiện nay, công tác khắc phục sự cố điện lưới đang gặp nhiều khó khăn do số lượng cột điện bị gãy đổ rất lớn, giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Tổng công ty Điện lực Miền Trung và ngành Điện lực Quảng Bình,
Hy vọng lưới điện sẽ sớm được khắc phục để cấp điện trở lại, phục vụ nhân dân trong thời gian sớm nhất. Toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 10.000 hộ dân bị mất điện sau bão. Ngành điện lực đang huy động 100% nhân lực tập trung sửa chữa đường dây, phấn đấu đến 20 giờ cùng ngày sẽ thông toàn bộ lưới điện. Đối với các hộ lẻ tẻ gặp sự cố còn lại, sẽ cố gắng xử lý sớm nhất để người dân sớm có điện, khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và người dân vẫn đang nỗ lực triển khai khắc phục hậu quả. Trong đó tập trung chủ yếu các công tác như dọn dẹp vệ sinh môi trường, chặt bỏ cây gãy đổ, huy động lực lượng vũ trang như bộ đội biên phòng, công an hỗ trợ người dân chống đỡ cây cao su ngã đổ, thu hoạch lúa, sửa chữa, lợp lại nhà bị tốc mái. Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, tỉnh Nghệ An quyết định từ 7 giờ sáng ngày 14 tháng 9 đã cấm tất cả tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi. Tuy nhiên, lệnh cấm này đã được dỡ bỏ khi sáng hôm qua 16 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành công văn hỏa tốc về việc bỏ lệnh cấm biển, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 11 giờ ngày 16 tháng 9, vì trên biển sóng gió đã giảm, biển đã an toàn trở lại. Tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ tàu thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình, Ủy ban nhân dân các đơn vị, địa phương có liên quan. Được biết, tỉnh Nghệ An hiện có 4.016 tàu thuyền khai thác hải sản, với trên 18.541 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Ngay sau khi tỉnh Nghệ An bỏ lệnh cấm biển, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển, nhiều tàu thuyền của ngư dân đã tiếp tục ra khơi đánh bắt thủy sản. Thưa quý vị, theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 350 hồ chứa nước với tổng dung tích là trên 800 triệu mét khối đã được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Sau bão số 10, các công trình hồ đập trên địa bàn đều đảm bảo an toàn. Và đến nay, trên 70% các hồ này đã đầy nước và đều đang xả tràn. Tuy nhiên, do phần lớn hồ chứa nước được xây dựng cách đây từ 30 cho đến 40 năm, với hiện trạng xuống cấp của nhiều hồ đập như hiện nay, cho nên nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do sạt lở trong mưa lũ vẫn luôn thường trực. Hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 190 hồ chứa nước ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh, Nghi Xuân đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn cao. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, dự báo trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ có đợt mưa trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 400mm, có nơi trên 400mm. Đến cuối giờ, chiều ngày 16 tháng 9, mặc dù nước các con sông lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã rút, tuy nhiên, mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống các huyện miền núi là Hương Sơn và Hương Khê. Một số trục đường giao thông liên tỉnh vẫn bị ngập sâu trong nước. Để đảm bảo an toàn, tránh sạt lở lan rộng, các lực lượng chức năng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã huy động lực lượng sử dụng đá hộc và bao đất để gia cố chân đê, đồng thời dùng ni lông để ngăn nước tràn qua gây xói lở mái trong đê. Công tác gia cố đê ban đầu đã cơ bản hoàn tất vào trưa 16 tháng 9. Tuy nhiên, tại các vị trí đê bị sạt lở, một số đoạn bị sụt, sạt sâu vào thân đê, tạo thành hàm ếch nên tiềm ẩn nguy cơ sạt sụt mái đê phía trong khá cao. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Nam Định đã về kiểm tra để có biện pháp đảm bảo an toàn cho các đoạn đê bị sạt lở trên địa bàn. Thưa quý vị, mặc dù bão số 10 đã tan, nhưng hoàn lưu sau bão vẫn gây mưa lớn ở các nơi thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và một số tỉnh Bắc Bộ. Không riêng gì bão mới có sức tàn phá nặng nề tại các nơi mà nó đi qua, mà hậu bão, hoàn lưu bão cũng gây rất nhiều thiệt hại cho người dân bởi các hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm. Và cơn bão số 10 đi qua cũng đã để lại nhiều nguy cơ, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và mưa lớn. Và sau đây là những dự báo rất đáng quan ngại về tình hình thời tiết sắp tới ở khu vực miền Trung. Giữa mớ bộn bề lo toan sau cơn bão lịch sử, thì người dân miền Trung lại tiếp tục hứng chịu tin dữ. Mực nước lũ trên sông Thao và Hoàng Long đang lên nhanh. Dự báo, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái từ 3m12 sẽ nhích lên 3m5 trên báo động 2 nửa mét. Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ tiếp tục giữ ở mức 3m12 trên báo động 2 là nửa mét. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Nam đã có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 10. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nhiều điểm trên 300mm.
Do địa hình dốc, hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Mưa dồn dập cho nên lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục lên nhanh. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên thượng nguồn sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh, sông Danh ở Quảng Bình và sông Thạch Hãn, Quảng Trị có khả năng đạt đỉnh. Tình hình này là khá nguy cấp, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương khẳng định nguy cơ cao sẽ ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Hiện tại, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, khiến cho mực nước sông Luồn và sông Lò dâng cao và cuốn trôi cầu tạm bắc qua sông Luồn và sông Lò, khiến cho hàng trăm hộ dân của năm bản ở huyện miền núi Quang Sơn bị chia cắt với bên ngoài. Chỉ có lực lượng thanh niên dùng dây để bám và đi bằng bè qua sông nhưng rất nguy hiểm. Ngoài ra, chiều qua nhiều tỉnh phía Bắc cũng xuất hiện mưa tầm tã, đường phố nước mênh mông, người dân đi lại rất khó khăn. Dù bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang Lào, nhưng Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, cơn bão này sẽ tiếp tục gây mưa lớn và lũ quét ở Lào. Vì thế, những tỉnh ở biên giới chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, người dân nên hết sức đề phòng. Vết thương mà bão số 10 để lại quá sâu, nay người dân miền Trung lại bị đe dọa bởi đợt lũ quét sắp tới, khiến đồng bào ai cũng thương xót. Cơn bão số 10 được đánh giá là có sức tàn phá khủng khiếp, đồng ruộng tan hoang, nước phủ trắng đồng, nhà cửa thì hư hỏng, trường học thì mất nóc. Tất cả đã đặt bà con vào tình thế cực kỳ khó khăn ngay trong lúc này. Trên những con đường quê miền Trung đang tràn ngập những mảnh vụn của sắt, đá và cũng ướt đẫm nước mắt mặn đắng của người dân nghèo. Mái nhà bình yên ngày nào giờ đã tan nát. Nát hết rồi. Bà con ở đê biển Cẩm Nhượng, tỉnh Hà Tĩnh chỉ biết thốt lên như vậy. Bởi nguyên xóm này gồm 20 hộ, nhà nào cũng bị bão sàn phẳng. Còn nỗi đau nào bằng tình cảnh này? Có đến 120.000 căn nhà bị tốc mái hư hỏng. Biết bao giờ mái lá lại đầy. Nhà mất, trẻ em dùng lũ cũng mờ mịt đường đến trường. Hàng trăm trường học tại Hà Tĩnh, Quảng Bình bị tốc mái, hệ thống phòng học bị đổ sập. Hàng ngàn học sinh chưa thể đến trường sau trận bão quá khủng khiếp. Tính đến thời điểm hiện tại, ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, có 44 trường học thuộc các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở bị tốc mái, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Ngành điện cũng tổn thất nặng nề trong cơn bão số 10 vừa rồi. Hơn 2.800 cột điện toàn khu vực bị nghiêng, đổ, làm 1.300 triệu khách hàng bị mất điện. Hôm qua, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã huy động kỹ sư, công nhân của 8 đơn vị ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình đi khắc phục sự cố điện, trạm biến áp gãy đổ, cố gắng cấp điện lại sớm nhất cho bà con. Thưa quý vị, những thiệt hại mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu là quá lớn. Giờ đây, những nơi mà bão số 10 đi qua giống như là những bãi chiến trường, xác xơ với những vụn dở. Bà con cùng với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương đang cố gắng để chắp vá lại những tàn tích mà bão để lại, tranh thủ làm ngày làm đêm để nhịp sống ngày mới được trở lại với bà con miền Trung. Bão có thể cuốn đi tài sản, làm ngã cây cối, tốc nóc nhà, nhưng mà mãi mãi có một thứ, dù bão có mạnh đến đâu thì cũng chẳng thể lấy được. Đó là ý chí của con người cùng với sự nồng ấm, bền chặt của tình quân dân. Từ mờ sáng hôm qua, hơn 11.000 cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh hành quân đi về tâm bão để giúp bà con khắc phục sau bão số 10. Trong những lúc khó khăn nhất, luôn có các chiến sĩ sát cánh làm người dân rất an lòng. Các anh đã sống cùng nỗi đau, thấu cảm sự mất mát của bà con nơi đây. Bằng tất cả tấm chân tình, các chiến sĩ cùng chung sức dọn sạch những nỗi buồn, lợp lại từng viên ngói, hàn gắn từng vết tường để mọi thứ được ngăn nắp với một điều mong muốn duy nhất là bà con sớm xây dựng lại đời sống mới.
là giúp dân, một là sửa chữa, khắc phục lại các cái nhà bị hư hỏng. Thứ hai là các cái trường học, hiện nay có một số trường học trên địa bàn là bị tốc mái rồi cây cối ngã đổ. Sau bão dữ, giữa hỗn độn công việc chất chồng, bỗng bừng sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Nơi nào có các anh, con đường mau sạch hơn, trẻ nhỏ được sớm trở lại trường, ngôi nhà bớt lạnh hơn. Tình cảm ấy làm bà con vùng lũ xúc động, và nó sẽ sống mãi trong lòng dân, luôn nồng ấm một ân tình. Và cũng vì một lẽ, người chiến sĩ chỉ vui khi nào toàn dân hết đau thương, được ấm, được no, được học hành. Sáng 15 tháng 9, Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua đảo Hokkaido, Nhật Bản, tới phía Thái Bình Dương khoảng 3.700 km, đạt độ cao tối đa 770 km, cao hơn và xa hơn so với các lần thử trước. Đây là lần thử thứ 14 trong năm nay và là lần thử thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng nửa tháng qua. Sự kiện lần này diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí các biện pháp mới trừng phạt Bình Nhưỡng vì các hành động phóng tên lửa và thử bom diệt hạch gần đây. Thưa quý vị, trước đó ngày 12 tháng 9, toàn bộ 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết mới tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong nghị quyết mới này là cấm toàn bộ hàng xuất khẩu dệt may của Triều Tiên, ngành đã mang lại doanh thu gần 1 tỷ đô la Mỹ cho Bình Nhưỡng trong năm vừa rồi. Và nghị quyết cũng duy trì lệnh cấm vận khí đốt tự nhiên, áp đặt mức trần đối với xuất khẩu dầu đã tinh chế và dầu thô sang Triều Tiên. Như vậy, những trừng phạt mới cộng với các cấm vận cũ đối với là than, đồng, hải sản đã và đang đẩy kinh tế Triều Tiên vào tình thế rất khó khăn. Nhưng rõ ràng, động thái thử tên lửa liên tục, xen lẫn là lần thử bom nhiệt hạch ngày 3 tháng 9 cho thấy Triều Tiên đang thách thức mọi giới hạn của dư luận quốc tế, bất chấp những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ và Nhật Bản. Phát biểu ngay sau khi nhận được tin về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố không thể chấp nhận việc Triều Tiên tái diễn hành động bạo lực, bất chấp nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình đã được cộng đồng quốc tế nhất trí. Giờ là lúc cộng đồng quốc tế cần đoàn kết để thực thi đầy đủ nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Triều Tiên cần hiểu rằng họ sẽ không có tương lai tươi sáng nếu tiếp tục có những hành động khiêu khích nguy hiểm. Trong bài phát biểu trước hàng trăm nhân viên không lực sau khi đánh giá một số máy bay oanh tạc và máy bay phản lực tối tân nhất của Mỹ, Tổng thống Trump chỉ trích Bình Nhưỡng một lần nữa đã thể hiện thái độ coi thường những láng giềng của mình cũng như cộng đồng toàn thế giới. Ông Trump tuyên bố sau khi chứng kiến năng lực quân sự của Mỹ, ông tự tin rằng những phương án của Washington không chỉ hiệu quả mà còn có tính áp đảo. Tổng thống Mỹ khẳng định vũ khí tối tân của Mỹ có thể làm sụp đổ tâm trí của bất cứ kẻ thù nào. Trong khi đó, từ Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 16 tháng 9 tuyên bố tính hiệu quả tác chiến và độ tin cậy của tên lửa Hwasong-12 đã được xác nhận, đồng thời khẳng định mục tiêu hoàn thiện năng lực hạt nhân của Triều Tiên gần đạt đến đích. Ông nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là thiết lập một trạng thái cân bằng về lực lượng quân sự với Mỹ, khiến Washington không thể đề cập đến một sự lựa chọn quân sự đối với Bình Nhưỡng. Ông cũng nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của nhà nước để đạt mục đích này. Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản sẽ đến Mỹ vào ngày 18 tháng 9 tới và có bài phát biểu tại kỳ họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dự kiến, ông cũng sẽ có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ và cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Hàn Quốc bên lề kỳ họp. Theo đó, Thủ tướng Abe sẽ nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc phải thực thi đầy đủ nghị quyết trừng phạt Triều Tiên mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuyên bố và hành động của Triều Tiên phần nào cho thấy những áp lực quốc tế từ các kênh ngoại giao và kinh tế có vẻ không khiến cho Triều Tiên lung lay ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Các nước lớn như Nga, Trung Quốc cũng tin rằng các đòn trừng phạt đã khiến cho Triều Tiên lần thuốc. Do vậy, nội dung nghị quyết trừng phạt Triều Tiên mới nhất đã có sự điều chỉnh sau khi Nga chỉ trích việc trừng phạt mà không có biện pháp giải quyết khủng hoảng. Nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên thông qua ngày 11 tháng 9 được đánh giá là nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự thảo nghị quyết mà Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley lưu hành hôm 6 tháng 9. Bên cạnh các biện pháp trừng phạt cứng rắn cấm toàn bộ hàng xuất khẩu dệt may của Triều Tiên, nghị quyết mới còn kêu gọi triển khai các biện pháp ngoại giao,
đặc biệt là khôi phục các cuộc đàm phán sáu bên. Việc phải tăng cường trừng phạt Triều Tiên không phải là điều mà chúng tôi mong muốn. Biện pháp trừng phạt mới là thông điệp gửi tới Bình Nhưỡng rằng thế giới sẽ không bao giờ chấp nhận một Triều Tiên được trang bị vũ khí hạt nhân. Nhưng chúng tôi cũng vẫn kỳ vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, Washington lại không mặn mà với sáng kiến đóng băng kép, tức Triều Tiên ngừng thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự chung mà Bắc Kinh và Moscow đề xuất để nối lại đàm phán. Với nghị quyết đã được điều hành, giới phân tích cho rằng đó vẫn chưa đủ với một quốc gia đã có đầy kinh nghiệm chống chọi với các lệnh trừng phạt. Và không khéo, nó chỉ là một cái cớ cho Triều Tiên tiếp tục khiêu khích phóng thêm tên lửa đạn đạo. Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc nhận định Triều Tiên nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng khi đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài từ tháng 4 đến vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động canh tác. Seoul đang cân nhắc cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu đô la Mỹ cho các nhóm đối tượng là trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai của Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế. Tình hình là vậy, nhưng 7 lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và vô số các lệnh trừng phạt đơn phương xem ra đã chẳng phát huy được tác dụng. Triều Tiên tiếp tục tuyên bố cứng rắn khi Mỹ răn đe, hù dọa, vẫn là diễn cảnh tăm tối chưa có lối thoát trong vấn đề Triều Tiên. Thành phố Hồ Chí Minh, kho giải rộng hàng ngàn mét vuông cháy dữ dội, khói bốc cao hàng trăm mét, nhiều công nhân đang làm hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Tổng cục Cảnh sát đã bắt được hai tử tù vượt ngục sau nhiều ngày lẫn trốn. Sa thải tài xế taxi chặt chém du khách 6 triệu đồng với đoạn đường hơn 4 km. Thưa quý vị, trong lúc bà con các tỉnh miền Trung đang phải gồng mình để khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, thì tại nhiều địa phương, giặc lửa đang hoành hành. Theo thống kê ban đầu, thì vào khoảng 18 giờ 30 phút tối qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho giải rộng 1.500m2 của công ty dệt may Thành Công, đường CN4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người đã dùng nước và bình chữa cháy nỗ lực dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hàng chục xe chữa cháy của các quận 11, 12, Tân Phú cùng với hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng chia làm nhiều hướng tiếp cận để tiến hành chữa cháy, nhưng ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội. Các chiến sĩ phải phá tường để vào bên trong tiếp cận điểm cháy. Mọi tuyến đường vào khu vực công ty đều bị phong tỏa để thực hiện việc chữa cháy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành chữa cháy. Trước đó khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 9, một vụ cháy lớn đã bất ngờ xảy ra. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh, gây sập đổ các bức tường, thiêu rụi hoàn toàn một siêu thị trên đường Giải Phóng ở Hà Nội. Do bên trong chứa nhiều đồ dễ cháy như đồ điện tử, điện lạnh. Xung quanh khu vực cháy đều là đường, một mặt giáp với nhà dân. Tuy nhiên đám cháy không lan sang, gây ảnh hưởng nhiều đến khu dân cư. Đến 3 giờ 30 phút thì vụ cháy đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế thành công dưới cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng cơ sở hạ tầng của siêu thị đã bị đổ sập hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ hai tử tù nguy hiểm đã phá cùm trốn khỏi phòng biệt giam tại trại giam T16 của Bộ Công an đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Nguồn tin từ báo An ninh Thủ đô cho hay, sau 5 ngày trốn trại, thì khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua ngày 16 tháng 9, các trinh sát phòng 5 Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị đã bắt được Lê Văn Thọ, tức Thọ Sức. Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C45 Bộ Công an cho biết, khi có nguồn tin đối tượng đang đi trên chiếc taxi di chuyển trên địa bàn huyện Nam Sách, một tổ cảnh sát hình sự đã chặn đầu, đập vỡ kính xe rồi khống chế Thọ. Các cảnh sát hình sự hành động bất ngờ và quá nhanh, hắn đã không kịp phản ứng gì và một lần nữa phải tra tay vào còng. Hiện lực lượng chức năng đã di lý tử tù nguy hiểm này về lại trại giam T16 của Bộ Công an, đồng thời tiếp tục truy bắt tử tù còn lại là Nguyễn Văn Tình. Thông tin nóng chúng tôi vừa nhận được, vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 17 tháng 9, tại huyện Mai Châu, Hòa Bình,
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã tóm gọn tử tù trốn trại thứ hai Nguyễn Văn Tình. Như vậy là sau 6 ngày đêm kể từ khi xảy ra sự việc hai tử tù trốn khỏi nơi giam giữ, thì Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương bắt giữ được cả hai đối tượng, ngăn chặn kịp thời những mầm họa nguy hiểm cho xã hội. Thưa quý vị, sáng qua ngày 16 tháng 9, các luật sư bào chữa tiếp tục tham gia phần tranh luận tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm. Trong đó, nổi bật là các nội dung xoay quanh việc giám định và kết luận các khoản tiền thiệt hại trong vụ án. Bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Thị Nga, nguyên kế toán trưởng Ocean Bank, Nguyễn Hoài Nam, nguyên giám đốc khối nguồn vốn Ocean Bank, Phan Thị Tú Anh, nguyên giám đốc Ocean Bank chi nhánh Quảng Ngãi về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Luật sư Hoàng Quy Được đã trình bày quan điểm của mình. Theo ông, kết luận giám định không hề đề cập đến số tiền 1.576 tỷ đồng là thiệt hại. Nhiều nội dung không đủ cơ sở giám định nhưng vẫn được giám định. Kết luận giám định còn vi phạm thời gian giám định, địa điểm giám định. Liên quan đến khoản tiền 66 tỷ đồng trong tổng số hơn 175 tỷ đồng này, luật sư Được cho rằng toàn bộ số tiền này đã được hoàn tất. Văn bản quy buộc hành vi sai phạm của bị cáo đều ra đời sau quy trình đi của khoản tiền này. Số tiền 109 tỷ đồng còn lại trong số hơn 175 tỷ đồng, luật sư Được cho biết hoàn toàn không có chữ ký của bị cáo Nga. Liên quan đến vụ cảnh sát giao thông huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre rút súng với người vi phạm, đối tượng Trần Thanh Phong đã bị điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Chiều ngày 16 tháng 9, Đại tá Phạm Văn Ngót, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre khẳng định, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại đang củng cố các chứng cứ, hồ sơ để tiến hành khởi tố về tội chống người thi hành công vụ đối với Trần Thanh Phong, 19 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Thành Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trần Thanh Phong là người đạp vào xe máy vi phạm, xô xát với cảnh sát giao thông, đánh nón bảo hiểm vào mặt một cảnh sát giao thông trong vụ việc này. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 9, tổ tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Đại bao gồm Thượng quý Lê Võ Minh Tấn, đội trưởng, Thiếu tá Nguyễn Hữu Thái, Thiếu quý Nguyễn Văn Hoàng Anh đang tuần tra lưu thông từ xã Lộc Thuận về hướng thị trấn Bình Đại thì phát hiện xe máy biển số 63S5-2700 do Trương Văn Đời, 24 tuổi, chở Trần Thị Cẩm Tú, 19 tuổi, đang chạy với tốc độ cao theo hướng ngược lại và xe không gương chiếu hậu bên trái. Thưa quý vị, một vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận trong những ngày qua về việc nữ du khách bị tài xế taxi chặt chém 6 triệu đồng khi mới chỉ đi được khoảng hơn 4 km. Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo công ty cổ phần xe khách Khánh Hòa xác nhận sẽ sa thải nhân viên Lê Trọng Quốc, 40 tuổi, trú ở phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang vì đã có hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh danh dự của công ty này. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 9, nữ du khách người Trung Quốc tên Lu Xuan đón một taxi đi từ trung tâm thương mại Nha Trang Central về nơi đang lưu trú ở phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Khi đến ngã ba Phạm Văn Đồng, Dương Hiến Quyền, thành phố Nha Trang, đoạn đường khoảng hơn 4 km, tài xế dừng xe và yêu cầu du khách thanh toán số tiền 7 triệu 120 ngàn đồng. Trong khi đó, đồng hồ báo cước chỉ 62 ngàn đồng. Do lo sợ, chị Lu Su An đưa cho tài xế 3 triệu đồng, nhưng anh này không đồng ý và bắt khách phải trả đủ. Chị Lu Su An đưa thêm 3 triệu nữa, lúc này tài xế taxi mới cho khách xuống xe. Thưa quý vị, vừa qua tại bãi rác Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh và Công an thành phố Bạc Liêu đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng giả. Tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy là khoảng 300 triệu đồng. Hàng hóa tiêu hủy bao gồm 3,5 tấn thực phẩm bẩn, 3,5 tấn thuốc thú y thủy sản kém chất lượng, hàng giả, gần 13.500 bao thuốc lá nhập lậu các loại, mỹ phẩm giả các loại. Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu, số hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hết hạn sử dụng bị tiêu hủy này do đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường tịch thu qua các lần kiểm tra từ cuối năm 2016 đến nay. Trong đó có nhiều mặt hàng thuốc thú y, thực phẩm đông lạnh và thuốc lá. Trong khi đó, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng vừa bắt được 4 xe tải chở hơn 30 tấn hàng nhập lậu.
Các mặt hàng bị bắt có thuốc trừ sâu, giấy, giày thể thao giả nhãn hiệu, linh kiện điện tử, xe máy nguyên chiếc. Đáng chú ý, trong lô hàng này còn có nhiều máy móc liên quan đến y tế, trị giá hàng tỷ đồng, nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và không có giấy tờ hợp lệ. Thưa quý vị, sau sự cố đáng tiếc, trâu chọi hút chết người tại vòng đấu loại lễ hội Trọi Châu quận Đồ Sơn năm 2017 vào ngày 1 tháng 7, thì mới đây các ngành chức năng vẫn cho phép tổ chức vòng chung kết vào tháng 8 âm lịch tới đây. Tất nhiên là công tác tổ chức cũng đi kèm với việc phải tăng cường đảm bảo an toàn cho lễ hội. Hiện tại công tác chuẩn bị trước lễ hội đang được các hộ có trâu chọi tích cực triển khai, đặc biệt là khâu chăm sóc và khâu huấn luyện. Những ngày này đang là thời gian bận rộn của các trâu chọi ở quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Từ 4 giờ sáng, các trâu chọi đã được dắt ra sân vận động để tập chạy, sau đó được dắt đi bơi, rồi bồi bổ bằng mật ong và trứng. Thông tin lễ hội không bị hủy bỏ đã khiến nhiều người dân cảm thấy háo hức. Khi có thông tin thì chúng tôi nói thật sự là không ai là không mừng. Từ ông già đến trẻ em, ai cũng mừng. Thì tôi cảm thấy rất là vui và không lý do gì để mà không tổ chức cả. Bởi vì là người dân ở Đồ Sơn, tôi luôn luôn mong muốn là một năm là tổ chức 2 lần vòng loại và vòng chung kết. Thì đấy là cái truyền thống của người dân chúng tôi từ ngày xưa rồi. Lễ hội Chợ Trâu Đồ Sơn nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và cá tôm đầy thuyền sau mỗi chuyến ra khơi. Mỗi năm sau vòng đấu loại, trâu chọi sẽ tham gia vòng chung kết được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 âm lịch. Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối và nước đen ngòm trên các vùng kênh. Hơn 1.000 hecta diện tích lúa có khả năng bị ảnh hưởng cao. Đó là tình trạng mà người dân ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đang gặp phải trong nhiều tháng qua. Xã Phú Tân là vùng đất triển khai nhiều mô hình trồng lúa chất lượng cao, đang chuẩn bị xuống giống vụ lúa thu đông, lúa mùa. Và với tình trạng nước như thế này thì người dân bắt đầu vụ mùa mới với đầy nỗi lo. Nhiều tháng nay, nước trên dòng kênh 30 tháng 4 ấp Phước Hòa, xã Phú Tân thường xuyên bị pha lẫn với những dòng nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối. Còn đây là những hình ảnh mà người dân ở ấp Phước Hòa ghi lại được. Hai dòng nước, một màu đen, một màu vàng đục được thể hiện rõ rệt. Theo người dân, hiện tượng này đã xảy ra khoảng 4 tháng nay. Việc dòng nước ô nhiễm như thế này đã làm cho hàng trăm hộ dân ở dọc theo kênh 30 tháng 4 nói riêng và người dân xã Phú Tân, nơi có 7 tuyến kênh bị ô nhiễm chảy qua nói chung, đều bị ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Sau khảo sát thực tế, Ủy ban nhân dân xã Phú Tân cho biết, nguyên nhân ô nhiễm bước đầu nhận định là do việc nạo vét trên kênh thẻ 25, dòng kênh trực tiếp nhận nước thải qua xử lý của khu công nghiệp An Nghiệp gây nên. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, diễn ra tình trạng người dân tự ý đưa cơ giới vào đào, bán đất mặt với khối lượng lớn. Điều đáng nói, dù đây là hành vi vi phạm, nhưng hoạt động này diễn ra khá là ngang nhiên. Theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau, tình trạng người dân tự ý khai thác lớp đất mặt bằng nhiều hình thức khác nhau để kinh doanh san lấp mặt bằng diễn ra khá phức tạp ở các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Phú Tân, Ngọc Hiển, Cái Nước và thành phố Cà Mau. Cơ quan này cảnh báo, việc khai thác trái phép tài nguyên đất sẽ làm thay đổi địa hình, thay đổi cốt nền đất tự nhiên, phá vỡ quy hoạch chung, ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực khai thác và gây bức xúc trong dân. Hiện tại, mỗi mét khối được bán với giá từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng, hoặc bán tính theo xe, mỗi xe chở được khoảng 5 mét khối có giá khoảng 500.000 đồng. Trước tình hình trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế kiểm tra, xử lý tình trạng đào múc, khai thác, tạp kết, bán trái phép đất thời gian qua trên địa bàn. Đồng thời gửi đến kết quả xử lý về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22 tháng 9. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, Thái Lan đang dẫn đầu về xuất khẩu ô tô nguyên chiếc sang Việt Nam kể từ tháng 1 đến hết tháng 8. Tính đến tháng 8 vừa qua thì lượng ô tô nhập khẩu của cả nước ta là gần 65.500 chiếc, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2016.
trị giá nhập khẩu là 1 tỷ 390 triệu đô la Mỹ, giảm 14,1%. Đứng thứ hai là Indonesia với 15.540 chiếc, trị giá hơn 277 triệu đô la Mỹ. Thị trường lớn thứ ba xuất khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam trong thời gian qua là Hàn Quốc với gần 6.000 chiếc, trị giá đạt 126 triệu 940 ngàn đô la Mỹ. Các số liệu thống kê cũng cho thấy đơn giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc bình quân thấp nhất là từ Ấn Độ, chỉ với hơn 5.000 đô la Mỹ một chiếc. Ô tô nguyên chiếc nhập từ Ấn Độ chủ yếu là loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, hơn 5.000 chiếc, chiếm 96% tổng lượng xe nhập khẩu từ Ấn Độ. Thưa quý vị, như đã thông tin, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu ngay trong tháng 8, các đơn vị phải thực hiện hoàn tất việc di dời các kiosk và cây xăng để giao đất cho quận Tân Bình trồng cây xanh, tạo không gian thoáng đãng cho trục đường Trường Chinh. Một phần diện tích đất thu hồi này cũng nằm trong dự án tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Thưa quý vị, hôm qua 16 tháng 9 là thời hạn chót để di dời các hộ kinh doanh buôn bán tại 50 kiosk ở khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu di dời đồ đạc, tài sản và bàn giao lại đất cho chính quyền địa phương. Hầu hết các hộ kinh doanh đều tự nguyện chấp hành chủ trương của nhà nước, nhanh chóng tháo dỡ các hạng mục để đưa về địa điểm kinh doanh mới. Việc di dời 50 kiosk và 3 cây xăng trên tuyến đường Trường Chinh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất đã diễn ra khá thuận lợi. Các hộ kinh doanh đã khẩn trương di chuyển đồ đạc, tháo dỡ các hạng mục để kịp thời bàn giao lại mặt bằng cho cơ quan nhà nước như thông báo trước đó. Hầu hết các hộ buôn bán đều đồng thuận chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất quốc phòng để phục vụ các công trình công cộng của thành phố. Cũng trong sáng hôm qua, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, đóng trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án là một bước đi cụ thể nhằm thực hiện quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, của Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam, trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, công tác xử lý chất độc hóa học ở các điểm nóng nói riêng. Bộ Quốc phòng cho biết, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, giao Bộ Quốc phòng phê duyệt, bao gồm các hạng mục chính: rà phá bom mìn, xây dựng hạ tầng, đường giao thông, khoanh vùng chống lan tỏa chất độc dioxin, di chuyển các đơn vị công trình quân đội ra khỏi khu vực bị ô nhiễm đã được phía Hoa Kỳ và Việt Nam phát hiện. Tổng giá trị của dự án là 270 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn ngân sách của nhà nước. Quý vị đang theo dõi tin tức Đông Tây của truyền hình Hậu Giang. Thế giới chuyển động trong những giờ qua có gì nóng và đáng quan tâm? Cùng điểm qua nội dung chính sau đây. Mỹ và Mexico chuẩn bị ứng phó với những cơn bão mới. Anh bắt giữ nghi phạm vụ nổ tàu điện ngầm, ga tàu Passenger Green đã hoạt động trở lại. Thưa quý vị, chưa kịp khắc phục hậu quả do thiên tai gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng trong những ngày qua, người dân Mỹ và Mexico có thể phải hứng chịu thêm những đợt bão mới sau khi Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ thông báo bão nhiệt đới Jose đã mạnh lên thành cơn bão cấp 1 và đang di chuyển về phía đông bắc của nước Mỹ. Trong khi đó, thì một cơn bão nhiệt đới khác mang tên là Norma cũng đang mạnh lên thành bão lốc ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, hiện bão Jose cách mũi đất Hatteras, bang Bắc Carolina khoảng 965 km về hướng Nam Đông Nam, với sức gió cao nhất lên tới 130 km một giờ. Cơ quan này cảnh báo khu vực từ Bắc Carolina tới New England ở duyên hải miền đông của nước Mỹ cần theo dõi tiến triển của bão. Hiện tâm bão Jose vẫn ở ngoài khơi Đại Tây Dương, song có thể gây gió giật và mưa lớn tại đất liền ở đông bắc của nước Mỹ, trong đó có thành phố New York và Boston vào giữa tuần tới. Còn tại Mexico, quốc gia vừa phải trải qua trận động đất kinh hoàng khiến hàng chục người thiệt mạng, có thể phải hứng chịu một cơn bão mới. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ thông báo bão nhiệt đới Norma đã mạnh lên thành bão lốc ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Tính đến 10 giờ sáng ngày 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam, bão Norma với sức gió 120 km một giờ ở cách phía nam thành phố Cabo San Lucas khoảng 435 km. Dự báo bão sẽ gia tăng cường độ trong những ngày tới.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, công tác khắc phục hậu quả bão số 10 có tên gọi quốc tế là Doksuri cũng đang được khẩn trương tiến hành. Dù không trực tiếp đổ bộ vào Trung Quốc, song bão Doksuri cũng gây mưa to và gió lớn, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải ở khu vực duyên hải miền Nam nước này. Tại tỉnh đảo Hải Nam, công tác khắc phục hậu quả sau bão đã được người dân và chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai từ sáng 15 tháng 9. Trong khi hoạt động tại sân bay cùng nhiều hệ thống giao thông vận tải khác cũng đã được nối trở lại. Dù không trực tiếp đổ bộ, song bão Doksuri cũng đã gây mưa to và gió lớn, khiến hoạt động vận tải bị đình trệ trong những ngày qua, cũng như buộc chính quyền các tỉnh duyên hải miền Nam Trung Quốc phải sơ tán hàng chục ngàn người. Doksuri là bão thứ 19 quét qua Trung Quốc trong năm nay. Bão đã suy yếu thành áp thấp sau khi đổ bộ vào duyên hải Việt Nam chiều ngày 15 tháng 9, gây thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó, Talim, cơn bão thứ 18 quét qua Trung Quốc, dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Kyushu của Nhật Bản trong đêm 16 và rạng sáng nay 17 tháng 9. Tiếp tục thông tin về vụ tấn công khủng bố tàu điện ngầm tại Anh. Lực lượng cảnh sát của nước này vừa thông báo đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi, tình nghi liên quan đến vụ nổ bom xảy ra một ngày trước đó, khiến cho khoảng 30 người bị thương. Đối tượng bị bắt giữ tại thành phố cảng miền Nam Dover và đã được chuyển tới giam giữ tại London. Tuyên bố của lực lượng cảnh sát chống khủng bố cho biết đây là một vụ bắt giữ quan trọng trong quá trình điều tra và được thực hiện theo luật chống khủng bố. Công tác điều tra sẽ được tiếp tục và mức cảnh báo khủng bố ở Anh vẫn duy trì ở mức cao nhất. Vụ nổ bom xảy ra trên một đoàn tàu tại nhà ga Basingstoke vào giờ cao điểm sáng ngày 15 tháng 9 đã gây hỗn loạn và nhà ga phải đóng cửa ngay lập tức. Theo thông tin mới nhất do nhà chức trách Anh cung cấp, có khoảng 30 người bị thương trong vụ việc. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận thực hiện vụ việc này. Song song với công tác điều tra, sáng hôm qua 16 tháng 9 theo giờ địa phương, ga tàu điện ngầm Basingstoke ở trung tâm thủ đô London đã mở cửa hoạt động trở lại. Một ngày sau khi Thủ tướng Anh Theresa May phải nâng cảnh báo an ninh quốc gia lên mức cao nhất. Mặc dù vậy, cảnh sát Anh vẫn xuất hiện bên ngoài ga Basingstoke để đảm bảo an ninh. Sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Theresa May đã quyết định nâng mức cảnh báo an ninh quốc gia lên mức cao nhất, đồng nghĩa với việc nguy cơ xảy ra một vụ tấn công ở Anh là hiện hữu. Trong giai đoạn này, binh sĩ quân đội sẽ thay thế cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ một số địa điểm nhất định mà người dân không được phép tiếp cận. Công chúng cũng sẽ thấy cảnh sát vũ trang xuất hiện nhiều hơn ở các điểm vận chuyển công cộng và trên đường phố. Theo kết quả điều tra sơ bộ, quả bom tự tạo cài trên tàu dường như đã không phát nổ hoàn toàn, tuy nhiên cũng khiến cho 18 người bị bỏng và bị thương do giẫm đạp. Dù vậy, giới chức y tế Anh khẳng định không có nạn nhân nào hiện trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ tấn công khủng bố lớn thứ 5 xảy ra tại Anh trong năm nay mà tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhận thực hiện. Thưa quý vị, sự bùng nổ các vụ xung đột và hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đang là những nguyên nhân chính khiến cho nạn đói trên thế giới gia tăng đột biến trong năm 2016. Đây là nội dung báo cáo vừa được tổng hợp từ các nghiên cứu do các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc phối hợp thực hiện. Báo cáo cho biết trong năm 2016, nạn đói đã gia tăng, ảnh hưởng đến 815 triệu người, tương đương 11% dân số thế giới. Đã có thêm 38 triệu người chịu tác động của nạn đói, trong đó đa số là nạn nhân của tình trạng xung đột bạo lực và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Nạn đói đã hoành hành tại nhiều tỉnh của Nam Sudan trong những tháng đầu năm 2017 và có nguy cơ lan rộng đến những khu vực có xung đột, đặc biệt là tại miền Đông Bắc Nigeria, Somalia và Yemen. Để hỗ trợ sản xuất lương thực tại các khu vực nghèo đói nhất trên thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp cho các trang trại nhỏ, cùng với các khoản đầu tư sản xuất lương thực quy mô lớn đang được thực hiện. Kể từ đầu tháng 1 năm 2018, quỹ trên sẽ khởi động một quỹ đầu tư cho các chủ trang trại nhỏ để cùng góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của nạn đói tại châu Phi. Thưa quý vị, bão số 10 đã di chuyển ra khỏi địa phận của nước ta, nhưng mà gió Tây Nam thì vẫn hoạt động với cường độ ổn định, nên trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới thì khu vực Nam Bộ vẫn dự báo sẽ có mưa rải rác, nhưng mà thời gian có nắng tăng nên nhiệt độ sẽ có xu hướng nhích nhẹ, trung bình trong khoảng từ 25 cho đến 34 độ. Cụ thể ở khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, ngày nắng gián đoạn, có lúc trời chuyển nhiều mây, mưa xuất hiện rải rác.
các tỉnh ven biển như Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Mưa còn kèm theo cả dông lốc và gió giật. Còn ở Vĩnh Long, Đồng Tháp, thời tiết cũng phổ biến là ngày nắng, chiều tối có mưa và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 32 độ. Về tình hình thủy văn, hiện nay mực nước trên các sông ở Nam Bộ đang ở mức thấp và bắt đầu bước vào kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch. Nhưng mà trong những ngày tới thì mực nước sẽ lên nhanh, đỉnh triều lần này sẽ xuất hiện từ ngày 21-22 tháng 9 nhằm mùng 2 mùng 3 tháng 8 âm lịch. Với mực nước cao nhất trên sông Hậu đo được tại trạm Cần Thơ là 1m90 và trên sông Tiền đo được tại trạm Mỹ Thuận là 1m8. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình tin tức Đông Tây đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.